cho những cái gì nguy hiểm là gì, là những cái gì cho mình làm bằng trời bằng biển đi chăng nữa nó vẫn không hết được. Cái lưng của mình ấy nó là cái giá phải trả của loài người nói chung rồi, có người bị ít, có người bị nhiều, có người bị sớm, có người bị muộn mà thôi. Nguyên nhân của nó luôn luôn là nó ở đấy, bây giờ mình tìm những cái phương pháp nào để mình chế ngự nó mà thôi. Kính chào quý vị và các bạn, tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Em đau lưng thế nào? Em đau được từ đầu năm nay. Em đi đá bóng mà em cố tình sức mạnh quá, làm sao thì thấy nó bắt đầu nó bị đau. Lúc đó có nghe tiếng gì ở lưng không hay là không nghe tiếng nhói cái đâu? Nhói cái sau rồi nó bắt đầu em nghỉ luôn. Em về nhà thì nó cũng chưa đau lắm đâu, em tiếp tục đi đá khoảng tuần trận rồi đá về thấy nó bắt đầu nó phủng phát lượng, là chỉ có một mình bên phải thôi. Nó co lại, sáng dậy là phải đi kho nó đi rồi. Một ngày thôi nó bắt đầu đỡ, diễn ra khoảng tháng thế thì em bắt đầu là em đi chụp. Theo kết luận là có phình thế định là muốn là đau F1 gì này, không biết không rõ. Từ tháng 5 năm nay thì nó bắt đầu nó tê tê cái chân. Có đi đến bệnh viện thì bác sĩ cũng nhìn phim thì cũng bảo là cái này nó chưa đến cái mức độ là đáng ngại lắm, nên là bảo về cứ tập luyện ở nhà bu xà kiểu thôi là khỏi. Nhưng khoảng nhưng mà 2 tháng là nó cũng không đỡ thì lại đến bệnh viện tiếp, người ta trị liệu cho thì cũng không đỡ. Biết rồi, điều trị lưng làm sao đỡ được, cứ còn bạn bị ở chỗ khác có bị ở lưng không? Đây nó tê ở vùng chân này, nó tê phần đùi này thôi, cả đùi mặt trước này, đùi mặt trước phần đùi đi. Nó căng căng chỗ này nó cũng không phải là đau, nó căng căng vùng này đó. Căng bên này đúng không? Vâng, chỉ có mình bên này. Bên đâu? Hơi đau, không đau. Đây chưa? Đau. Đây chưa? Không đau. Mà thứ hai cái đau ở đây? Không, đau ở phần bên này có một bên rồi, nó không đau ở giữa đâu. Nó thống của bạn nó bình thường thôi. Đây đâu? Không. Đây đâu? Không. Đây đâu? Đau. Đây chưa? Đau. Đây chưa? Đau. Đây đâu? Không. Hay đau ở đây cái gì? Không, hay đau đó. Không phần đó hết, đau hết. Em hay đứng ở chỗ này nó sướng. Sướng. Đây đâu? Đâu. Không. Đây đâu? Không. Đây sướng không? Đây chỗ này. Sướng sướng. Đây quá sướng cái gì? Đúng không? Thế nào? Đúng không? Sướng tê tái này. Đây là xem cuộc sống của bạn ấy, thì thực ra nó cuộc sống này thì nó chỉ hơi mất đường cong sinh lý một chút xíu thôi, nó thẳng muốn ra như này này. Nhưng mà xem về cái đĩa đệm này thì cái bờ năm ấy cũng là nó hơi gọi là viêm phù một tí xíu thôi, cũng không có gì là ghê gớm cả. Nhưng về vấn đề đĩa đệm của bạn đây cũng có gì là ghê gớm, dẫn đến cái việc là bạn bị chèn ép dây thần kinh mà nó làm tê cái chân cả. Cuộc sống của bạn là cũng có vấn đề, nhưng mà cái này mình không làm nó chèn ép vào dây thần kinh tọa của bạn. Đó, nó không chèn ép dây thần kinh tọa của bạn để nó có thể làm tê chân. Vấn đề của bạn là nó bị co cứng tất cả những cân cơ xung quanh cái cạnh sống đấy, cái cân cơ cạnh sống ấy. Và cái cân cơ hình lê ở cái vùng mông của bạn, làm cho là cái nó chèn ép vào dây thần kinh tọa, dẫn đến cái việc là tê chân. Có nguy hiểm không? Không. Tức là nó không nguy hiểm vì tại sao? Vì là nó ảnh hưởng bởi những nhóm cân cơ, tức là chúng ta cũng không nguy hiểm so với mình nghĩ thôi, chứ từ bản chất của nó là khi bạn bị những cái này có những người bị 5 năm 10 năm mà đấy. Vấn đề là như thế, đau khoảng nhưng đúng tháng rồi. Đúng rồi, cũng đi chữa tất cả mọi nơi rồi nhưng nó không giải quyết được vấn đề, đúng không? Thì ta đối với mình thì mình cho là nó không nguy hiểm, bởi vì đối với mình ấy, những cái gì nó nguy hiểm là như nào, nó trực tiếp vào những cái tổ chức phần cứng này mà nó bị cho bị nó chèn cái hẳn vào đây này thì mình không thể thay đổi được. Nhưng về cái kia vấn đề về vấn đề cân cơ là chính thôi, thì hoàn toàn có thể trong cái tầm tay của mình, mà kể cả cho dù là mình có đau thế đi chăng nữa nhưng nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Vấn đề là thế, tức là nó không ảnh hưởng quá nhiều thì mình cho nó là không nguy hiểm. Bởi vì khi mà chưa khỏi nó đi là nó hết đấy, và mình muốn nó không bị lại nữa là mình tập cho nó không bị lại nữa. Nhưng mà ví dụ như mình cho những cái gì nguy hiểm là gì, là những cái gì cho mình làm bằng trời bằng biển đi chăng nữa nó vẫn không hết được.
những cái mà như thế thì gọi là nguy hiểm. Còn cái của bạn ấy là đương nhiên là cái này nó bị viêm phòng, cái này nó cũng làm ảnh hưởng cái nhóm cân cơ cạnh sống, nó làm co cứng cái nhóm cân cơ cạnh sống đó. Và khi co cứng cái nhóm cân cơ cạnh sống đó, đây là mình đã chỉ cho bạn xem. Bây giờ khi một số những vấn đề nào đó để dẫn đến cái việc là nó bị co cứng cái nhóm cân cơ cạnh sống này, thì khi mà nó co cứng nó sống này thì nó làm kẹt cái dây nhánh dây thần kinh từ cái đốt sống này nó đi ra. Đây là tất cả đây là dây thần kinh nó đi qua đây này. Đấy, thấy không? Thì khi nào mình làm nhả cái đám cơ xung quanh cạnh sống ra thì nó sẽ không kẹt nữa. Nhưng đương nhiên là do mình vì cái đĩa đệm của nó bị hơi bị phồng một tí, chính cái cân cơ nó co cứng lại. Thế là nó lại kẹp lại cái dây thần kinh đó, nó lại làm viêm thì nó lại cái cơ của mình nó lại co cứng lại nhiều hơn, co cứng nhiều hơn thì nó lại kẹp nhiều hơn. Nó cứ vòng luẩn quẩn như vậy, càng lâu nó càng nguy hiểm, nó kẹp càng nhiều đấy. Ví dụ bạn cứ tưởng tượng như một tay của bạn như này, nhưng mà kẹp bình thường nhẹ nhẹ này thì không sao, đúng không? Nó kẹp hết cái độ này kia, nó cứ như thế này thì rồi trước sau là cái tay này nó chả bị đấy, chả bị hoại tử mất, đúng không? Thì cái này nó cũng là như vậy. Cái đó thì cả cái nhóm cơ cạnh sống và cả cái nhóm cơ mâm của bạn ấy. Đây là vấn đề của bạn, là vấn đề là bây giờ phải giải quyết cái phần cơ là chính trong thời điểm hiện tại. Nhưng mình vẫn cứ là phải giải quyết cho cái phần đĩa đệm mà nó bị viêm phòng đấy đi. Viêm phòng nhẹ đi. Đúng rồi. Vì đâu đó thì nó cũng làm cái vấn đề là sâu xa, sâu thẳm của nó là một cái phần viêm phòng nhẹ đấy nó cũng làm cho cái con... Viêm phòng nhẹ nó có thể tự đi vào không? Không. Nó càng ngày nó càng bị... Càng ngày nó càng bị chứ. Tuy nhiên khi mình trị liệu nó sẽ đỡ viêm đi. Nhưng mà thực ra nó thì cái việc mà đau lưng thì nó chuyện là đương nhiên. Nó là cái giá phải trả của loài người nói chung rồi. Mình chỉ có loài người mới được đứng thẳng thôi, cho nên là cái cuộc sống phải đau đầu tiên. Thế bây giờ mình chăm sóc nó thôi. Vâng, thì cứ giải quyết cái phần cơ đi. Đúng rồi, cái này nhá, mình vấn đề mình vật lý trị liệu cho cái cơ này của bạn đây là đây là nó còn liên quan cả cái này nữa. Đây là cái cơ mông của mình nhá, đây là hoàn toàn cái cơ mông của mình đã được cơ mông lớn luôn, nhất là bóc tách đều lập lên đây rồi. Thì đây là cái cơ mông lớn đây này, cơ hình lên này, đây dây thần kinh tọa của bạn đi từ trên xuống dưới nhá, nó đi qua ở dưới đây, cái cơ hình lên nó đè lên trên này. Các bạn cứ cười lên mông các bạn cứ hay phải đấm đấm ở đây đúng không? Sức này đấm đâu đây này. Nó mỏi thế này vì nó co cứng cái chỗ này này. Đấy, vì đôi khi mình đá bóng xong rồi mình gần như là mình có thể căng cơ kéo giãn ở tất cả mọi nơi, nhưng cơ mông mình chẳng bao giờ chỉ mình căng cả. Cho nên là nhiều khi nó căng quá mức nó co, khi nó co cứng quá nó phình ra, nó đè vào dây hình tọa này làm cho bạn tê xuống cái chân. Đấy, vấn đề của bạn là từ cái cơ cạnh sống của cái vùng lưng ở bên trên này, đây này, bên trên này và cái cơ này. Chứ vấn đề của làm tê chân không phải là do cái cuộc sống, không phải do cái đĩa đệm đó, bởi vì đĩa đệm đấy nó đã chèn vào đâu rồi. Đến bây giờ mình giải quyết như thế nào? Vâng, mình vật lý trị liệu cho nó, điện xung hồng ngoại siêu âm vi sóng laser massage xung quanh cái thứ vào chỗ này. Đấy, ví dụ như vừa rồi mình cứ khám bị ấn ấn nhẹ nhàng, bạn cảm thấy nó bã hơn, nó cảm thấy dễ chịu nữa. Đấy, khi mà làm sâu vào trong đấy nó dễ chịu hơn. Còn về sau này nữa, ngoài vấn đề là khi mình giải quyết được cái phần cơ đấy rồi ấy, mình còn có thể là mình tiêm collagen cho chính cái cuộc sống, cái đĩa đệm đấy, là giúp cho cái việc là nó hạn chế, nó không viêm nữa thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng vào dây thần kinh. Và khi nó không ảnh hưởng vào dây thần kinh ấy, ở xung quanh ấy, tổ chức xung quanh ấy, thì nó cũng không làm co cứng cái nhóm cân cơ đấy nữa, thì nó cũng hạn chế tối đa cái việc mà nó kẹt. Mình có thể hoạt động lại bình thường, có thể đá bóng chắc cũng nhẹ nhàng thôi mà. Bình thường luôn. Làm tất cả những thứ nó bình thường, chỉ có cái điều rằng là nó sẽ không bao giờ được bình thường như cái ngày mà mình chưa bị bao giờ đâu. Vì cái lưng của mình ấy, nó là cái giá phải trả của loài người nói chung rồi. Có người bị ít, có người bị nhiều, có người bị sớm, có người bị muộn mà thôi. Thường tất cả những cái bạn nhớ là tất cả những cái liên quan đến thần kinh thì nó đã ảnh hưởng đến thần kinh rồi ấy, thì ít nhất khoảng thời gian của nó sẽ phải là 4 tuần, ít nhất khoảng thời gian là 4 tuần để nó hồi phục cho những cái gì mà nó liên quan đến vấn đề nó có tổn thương dây thần kinh. Tuy nhiên khi mà mỗi buổi bạn điều trị nó sẽ đỡ dần đến bữa nào nó dấu hiệu nó lì lại, nó không đỡ nữa thì nó là cái thể độc vàng để mình tiêm collagen vào cho nó là nó. Theo cái nghiên cứu của Hiệp hội Cuộc Sống của Hoa Kỳ ấy, cứu và có từ năm 2021 ấy, là nghiên cứu trên 32 đối tượng là các vận động viên cầu thủ bóng đá trẻ từ 18 cho đến 24 chưa từng bị đau cuộc sống bất kỳ lúc nào đó, chưa từng đau cuộc sống nhá. Thì khi sau khi khảo sát bằng những cái phim cộng hưởng từ ấy, 20% trong số đó là có vấn đề về cuộc sống mà những người chưa từng bị đau nhá. Và có đến 80% của 20% đó là có vấn đề về đĩa đệm, cho nên là nó là hoàn toàn bình thường, đó là cái giá phải trả của loài người nói chung rồi, cho nên không có gì là buồn chán cả. Đó, nguyên nhân của nó luôn luôn là nó ở đấy, bây giờ mình tìm những cái phương pháp nào để mình chế ngự nó thôi.